Nhà lau hoài mà nó dơ hoài nhé. Hôm nay ngày đẹp trời dữ ta. Ủa mà ông quản gia sáng giờ có làm gì đâu không thấy ta. Quản gia ơi, trời ơi, giờ sáng giờ sao không thấy châm cà phê châm nước gì vậy? Kiếm giường chủ. Trời ơi, đang thứ cây ngoài 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 vườn á. Ăn tứ cây hả? Ừ. Đang Rồi bỏ sáng giờ châm trà châm nước chưa? chưa để vô châm em chủ. Ừ, vô châm trà đi. Trời, có bao nhiêu công việc hàng ngày, có nhiều cũng quên tới quên lui nữa, chết luôn. Nhanh 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 nhanh. Em tới liền chủ ơi. Cái gì phải nhanh lẹ lên mới được chứ. Đúng. Cái này công việc nó bề bộn quá. Mà thôi, chú ngồi xuống đây đi. Bây giờ á, tôi có cái ý kiến này không biết chú nghĩ sao nha. Nhiệm vụ Tính nhà cửa mình giờ nó cũng đơn chiếc quá à, tôi đi làm tối ngày rồi. Đó, còn chú thì coi chăm sóc vườn tược này nè, không có thời gian à, giặt giũ và nấu nướng nhà cửa quét tước nữa. Đàn ông không có làm được. Thôi bây giờ tôi tính mướn thêm một người để mà nấu cơm nấu nước. Chú nghĩ sao? được đấy, đúng được đấy, tính gì thêm đó mà mướn được ông ở đường bà. Mướn đàn bà đi chứ đàn ông sao mà giặt giũ cơm nước gì được. À đừng bà, tôi có người này im lắm, Có quen hả? có quen Trời, có quen thì sao không nói sớm, chân dài luôn. dài luôn hả? Ừ, Gì được đó, thôi cái vụ đó thì để tôi giao cho chúng đó. đây cái vụ đó để mà tôi lo cho, để Rồi qua mà làm chủ. đấy, nhà cửa đơn chiếc quá trời, đi làm tối ngày không có ai nấu cơm nấu nước gì hết trơn, về cho người ta đi chợ đi búa gì nữa. Để đi tôi điện cái người này. Rồi thôi vậy mà chú đi làm đi, tôi uống ly nước này tôi cũng đi làm luôn. Vậy đi, để tôi lo vụ này cho. Tôi điện. Rồi, thôi tôi cũng đi làm luôn ạ. Đấy. Ở nhà cửa cẩn thận đó. Chủ giao mình kêu kêu người để mình điện con vợ mình. Hello, Hello. em hả? Dạ. Ê, ông chủ ông kiếm người bằng nè. Mặn gì hết. Gì giúp gì giúp gì nhà, giúp gì nhà, đồ đạc đâu không hả? Tiếng rồi hả? Làm liền cái gì làm? Làm này làm liền, ông kêu vô ngay luôn nè. Rồi, ông biết hai đứa mình quen nhau không? Không không, anh chưa nói, anh không nói. Nói mình giả như người dữ nghe, người lạ nghe. Là anh đây ở nhà ông chủ đúng không? Rồi, để mình nói chuyện rõ ràng hơn ha. Lại lại đi anh sắp xếp. Rồi, có gì ở đó ngon chứ này, vô mạnh này, vô mạnh này, vô mạnh ông thấu đâu ông cũng đi rồi nha, nhanh nhanh nhanh, đừng có nói vợ chồng nha, đừng nói làm quen biết rồi thôi nha. Cho tôi đi vô luôn, mình bảo bảo chủ không vợ, không có vợ, không quá vợ, không có vợ. Mà ông hai ông làm dài lắm, để ông chủ, ông chủ đi ông chủ về, ông đi vô trong buồng mình sẽ sống này, vô trong mình sẽ sống. Ôi ở nhà ông chủ xuống sầm kỳ lắm, không mà làm chủ không về rồi sao? Không 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 đi vô mình sẽ sống đi. Em thích cái bố anh đó. Ai vô nhà mình nó thấy lạ lạ trời, nhiều tướng tá gì tròn quay gì trời, có đích khu của kìa bà nội cha nó. Tính làm gì tôi hả? Bơi bà. Ai đây? Ai là ai? Ông ai đây? Ai ai vô đây? Ông trong chủ 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 tôi đây. Cái người này tôi đem vô đó ông chủ. Ủa cái câu nè, ai hả? Quăng quăng nha ông chủ.
Ờ rồi chủ, cái cô này là ai? Ông chủ kiếm kiếm ngự đó, chân dài nè. À vậy hả? Ừ, cái cô này. Trời ơi, sớm giờ sao hồi sáng giờ không nói. Ở Cần Thơ lên. Vậy hả? Ừ. Tướng tá coi cũng được quá, ông cũng khéo nhìn ngự nha. Tính kiếm ở dưới Vĩnh Long chân cho hơi dài mà thôi, tới Cần Thơ rồi được rồi. Chuyến này có thưởng, ngon. À, nghe anh được. Ừ. Vậy thôi ông chủ làm vậy nha, đi mặn nha ông chủ. Vậy ông chủ. Ơi. Ông chủ. Rồi. Thôi quản gia đi mặn đi. Chào ông chủ. Trời ơi. Đâu áo đẹp dữ rồi ta. Dạ. Ồ, cái áo có nơ rồi nữa. Dạ, áo mẹ mua. Mẹ mua hả? Dạ, mà ông chủ ngồi. Trời ơi, nãy giờ ông chủ tưởng đâu ai lạ vô nhà ông chủ mà đứng ẹo tới ẹo lui vậy nè. Dạ, nãy giờ tưởng nó ăn trộm. Tưởng trộm hả? Thôi, không biết không có lỗi. Dạ. Không sao. Xin lỗi chủ. Thì bây giờ thôi, giờ lương bổng thì ông quản gia ông có nói chưa? Dạ, chưa nghe gì hết. Thôi giờ lương của ông quản gia thì ông làm lâu rồi. Dạ. Thì ông tháng ông 10 triệu. Dạ. Còn cô mới vô. Dạ. Ăn tháng 7 triệu. Cơm nước, giặt vũ, quét tước nhà cửa gì đó. Thôi đi làm tối ngày à. Dạ. Quản gia thì chăm sóc cây cối. Dạ. Đó, thì cô thấy như thế nào? Dạ sao cũng được, ông chủ cho sao con làm gì vậy? Tại ở nhà cũng nghèo khổ nên kiếm việc làm thôi. Có việc làm ông chủ trả nhiều con lấy chân á. Dạ. Ông chủ thấy tướng con cũng ngon quá. Dạ. Ông chủ lâu quá vắng vợ cũng hơi thèm thèm. Dạ. Thôi vậy thôi con đi vô nấu cơm đi. Dạ. Ừ, nấu cơm đi. Nấu mấy chén ông chủ? Mình nhà có ba người à. Nấu 5 chén nha. Thôi, 5 chén ăn sợ hết. Ba người nấu 2 chén thôi. Ba người nấu 2 chén thì quýt lộn ăn xong chủ. Không, 2 chén là nhiều lắm mà ăn không hết. Ngừng chén, ba người 3 chén nên chủ, mừng có 1 chén sao ăn đủ ta. Thôi, vậy được rồi. Thôi, đi vô nấu cơm đi. Để ông chủ đi mà bỏ đồ đạc. Mình con ăn đi, chủ đi nghỉ. Cơm không chủ? Thì con ăn gì, con muốn nấu nhiều đó con nấu. Dạ, mình con ăn 3 chén cơm. Mình con ba chén cơm là con nấu ba lon gạo. Rồi ông chủ ăn một chén, chủ ăn chén cho no ta. Chủ ăn chén rồi ông quản gia ăn chén là 5 chén là đi vô mình nấu 5 chén gạo. Bà cái mai giờ có không lấy. Nó phát triển vô lên. Mẹ ơi. Hả? Vũ đây. Vũ đi không chạy ngay. Ăn với em đi. Ăn đi. Rồi rồi. Ông chủ cắn cậu rồi. Cậu à? Ừ. Được nhiều mấy lần được nhiêu mày? Gần 100 rồi. Dạ. Yeah. Ừ. Được cho ông biết nha. Vì sao vậy? Cái mình bày ra mình đi cho ông chủ không biết. Sao có nhiều lần đang mình về mua đặt mình bấm quán, mình ở quán mà cho bự được. Thấy không lẽ suốt đời mình đi làm mướn cho ông hoài đúng không? Ừ. Mình phải làm chủ lại. Mình cũng phải nghĩ kế đâu mà moi tiền ông chủ mà em thì em thích làm bà chủ quán cà phê à. Dạ, yeah, coi như là được rồi nha, bà chủ em. Ừ. Em thích làm mướn ông chủ đâu. Bây giờ em muốn làm chủ, em với anh đi làm chủ. Thì khi nào xong phi vụ này rồi hai mình về mua đất làm bà chủ quán cà phê nha. Rồi đi đừng cho biết nha. Dặn mà còn có. Đi. Ôi. Nhà lâu hoài mà nó dơ hoài nha. Chủ sống nhà chỉ cho bự. Lâu hoài mà nó dơ hoài nha. Cái dây từ lum từ chưa. Ôi, ông chủ làm gì ông chủ? Em đang làm gì? Đang lau nhà ông chủ. Đang lau nhà hả? Dạ. Lau nhà sao định quên.
Ẹo quá, ẹo lại. Lên lên nhà mà, thì đẩy gì, đẩy gì nè. Ẹo lại, khó chịu quá à. Khó chịu gì đâu, ông chủ đang lau nhà ông chủ à. Thôi buông ra đi. À, làm gì ông chủ? Từ từ hôm gậy á, sẽ vô đây được cũng được mấy tháng rồi. Dạ. Thôi à, mà ông chủ cũng cho tiền nhiều rồi. Bây giờ ngồi xuống đi. Ông chủ làm gì ông chủ? Ông chủ cho tiền. Mà em muốn tiền nhiều không? Muốn tiền nhiều không? Muốn tiền nhiều hả? Muốn. À, bây giờ mà hay giờ chị ông chủ đi giờ ông chủ gửi cho tháng lương. Chị ông chủ làm gì một tháng lương? Ông chủ vắng bà chủ lâu lắm rồi. Không có quản gia đi. Chết rồi. Thôi vậy thì tối tập chủ gây tặng cho luôn một tháng lương. Không có tháng lương. Không, là nhiêu? Hai tháng em chú ơi. Hai tháng hả? Hai tháng cũng được đó. Hai tháng. Không nhận, chú ngon thiệt. Thằng chủ ơi. Vậy ông chủ gửi cho hai tháng lương. Rồi có gì á, là chiều nay mà anh nhận nghe. Dạ. Thôi để ông chủ đi làm việc. Rồi đi ra coi nấu cơm nấu nước gì đi. Ông chủ đi nhà. Sao rồi? Rồi 200. 20. 20 cái ít gì hả? Xong nấu nhiều lên. Mình về mình ra quán đồ kia mua đất. Lần sau nhớ nghe không? Nhiều lên được không? Mới mua đất là chưa mới đặt cọc đất là chưa có tưởng tiền mua làm quán cà phê nữa. Vậy mình trời lớn thì làm sao mày bò cho dữ nha. Không ấy. Nghe nhớ nghe không? Lần sau mình làm cái đó mình nghĩ được không? Ừ, chơi cho thiệt lớn nghe không? Nghe, nhớ nghe. Ok.